tổ quy sĩ nhà máy Hóc Môn, đã gắn bó với công ty Kiềm Nghĩa hơn 15 năm. Hôm nay tôi thật sự xúc động vì được ba lãnh đạo công ty tổ chức một ngày hội thật to lớn nhân dịp 8 tháng 3 cho chị em phụ nữ lao động chúng tôi. Cái này là tặng ngày hôm qua, tặng lại. Đồng chí, lấy hình ảnh thôi. Đồng chí chủ tịch hội đồng quản trị ơi, đồng chí còn một người con gái nữa ở trong hội trường ngày hôm nay. Xin mời con gái lên để ba tặng hoa luôn. Đó là được rồi, con gái. Các bạn là vui nè. Rất yêu đứa con gái này, biết sao, bởi vì giống mẹ nó hồi còn trẻ, giống lắm. Chúc mừng ngày 8 tháng 3. Thì hai em cũng là những người em từ rất là lâu năm của chị Hương, chị Diệu ạ. Cho nên là cũng đến đây. Kính mời ông Nguyễn Minh Tuấn. Dạ, chủ là chủ tịch hội đồng quản trị. Nguyễn Quang Tuyên, giám đốc hành chánh nhân sự, lên trao quà và hoa cho các bạn. Đây là anh Nghĩa mà anh Tuyên. Rồi nha. Đây hình ảnh này vậy đúng không? Rồi. Rồi. Mời giáo nha. Đó. 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 Để hết dưới để chụp hình ha. Rồi, vậy được rồi. Rồi, cười tươi lên nào. 1, 2, 3, cười. Trời, rất đẹp. Chưa. Các bạn ơi, dẫn đừng có che mặt nha. Đây là những gương mặt xuất sắc của chúng ta đại diện trong ngày hôm nay. Đây, 1, 2, 3 nè, chị đếm cười chụp hình nào. 1, 2, 3, cười. Để chúng ta làm kỷ niệm. Dạ, chị, mời chị Thu Hương ạ. Bên đây cho giữa nữa, bước qua bên đây giữa. Cho màu vàng cho kìa. Rồi, đó rồi, hai bạn vô chụp chung luôn. Là đứng vô chụp chung luôn. Cái hình này rất là vui nha. Bên kia chúc anh xanh luôn. Đúng rồi, bên đó chúc anh xanh đó. Rồi. Quên. Quên. Lê Thị Kiều Hương, Nguyễn Thị Kim Tuyến và chị Quách Thị Loan cùng lên sân khấu. Anh Tuyến ra nha. Bắn không cần chị em phụ nữ. Không cần. Là mời nó lên. Khoan để tặng cho cô Huệ. Đây là nhóm người loài đã theo suốt gia đình của mình, luôn cả cái công ty, trong suốt thời gian từ 10 năm đến 20 năm. Là ban hậu cần khi nói đến là tất cả những việc sao về ăn uống, nhà cửa hay tất cả mọi việc đều trong công ty là nhờ tất cả những con người này. Yeah. Rồi, chúc cho một tràng phát tay. Rồi, anh Hồng. Đấy. Dạ, xin mời Hoàng Hiệp Ba Thắng lên đây chụp hình với ban hậu cần luôn nghe. Đây, ban hậu cần là rất quan trọng rồi nha. Quan trọng lắm rồi. Bảo Quân đi cô. Bảo Quân đâu rồi? Bảo Quân luôn, Bảo Quân đâu?
Không có cái ban này là không làm việc gì được hết. Để cho mời Hồng luôn, Hồng ơi, nãy giờ ngồi khi mà những cái chương trình này là người nào bị la nhiều nhất là nằm trong ban hậu cần. Còn anh An nữa cô? An nữa, An lên con. Mà không có la, không có chửi ảnh đó thì nửa đêm ảnh giật mình dậy, ủa cô mà chửi mình chưa? Ba diễn. Rồi bây giờ các anh sẽ đứng tại những sân nơi tặng hoa cho mấy chị em chúng ta. Từ từ em nào không có đừng nôn nóng. Giờ thì chúng ta sẽ chào đón một nhóm. Biểu kính thưa toàn thể chị em phụ nữ của công ty Kiềm Nghĩa, tôi xin giới thiệu, tôi là Quỳnh Liên, nghệ sĩ ưu tú, chủ tịch Hội Những nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thực sự là hôm nay chúng tôi có mặt ở đây là chúng tôi cũng nhân dịp này cũng có một lời tri ân tôi rất nhiều. Và nhân dịp này chúng tôi cũng thực tri ân, gửi lời cảm ơn tới công ty Kiềm Nghĩa, cảm ơn tới tất cả các chị, các em của công ty Kiềm Nghĩa. Cảm ơn Kiềm Nghĩa nha. Bình thường đi, vậy nó như hay. Không biết có quay trúng em không mà em cứ cười rồi. Em cũng có nhớ lắm anh nhà, em đang cảm tưởng tượng. Hãy để tôi đợi tôi theo nếu như nhờ và thêm mãi đâu. Tìm đâu ngày xưa yêu nhau. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều. Cô ba nói gì không sợ hả? Tôi chơi Sài Gòn tôi học á, mà ở dưới quê. Cô ba nói thiệt hả cô ba? Cô vui quá hả? Cô ba này. Lòng chờ buồn mênh mông giáng sư tan. Chị ở ngoài bên nhóm bên kia đã ăn no xong rồi đúng không ạ? Và bên đây tổ chức cũng như là bên công ty đã chuẩn bị những cái ghế gỗ cho tất cả các bạn. Chúng chị có bé mình vô tay lên giúp em nè, mấy chị chưa có bán phấn nha em ơi. Bán phấn cho mấy chị luôn. Xuất sắc, chúng ta vào bên trong để nhận quà của công ty. Xin nhắc lại, xin mời 30 chị xuất sắc. À mà vé miễn phí mà, đúng không? Trời tội nghiệp mấy chị kìa anh ơi. Được rồi, được rồi, bây giờ các bạn ơi, đưa vé với Phấn đi. Phấn á, thì cũng không đủ hết rồi. Nhà mấy chị có cái tâm hay là gì á, mấy chị gạch chấm vô hay là gạch ngang gì cũng được. Mấy chị đây, mời cô bác có vé chồng này trở lại đây. Trời, gái thiệu 100% luôn. Tự nhiên không à. Nãy diễn kêu xin hát
Hương Hà do ca khúc Hương, một ca khúc do Hương sáng tác, thì Hương muốn gửi lời chúc mừng tới các chị em phụ nữ mình ở đây, các cô là ngày quốc tế phụ nữ của mình là thật vui vẻ và có một ngày thật là vui với ở tiệc đây nha. Vỗ tay. Sau đó đây là thì đây là ca khúc Hương sáng tác về cuộc tình của ba mẹ mình, thì đây là một câu chuyện có thật được kể về từ cái phía của ba, của Cương, của ba Nghĩa, nên mời mọi người lắng nghe nha. Trong tay anh cầm ta, em trong được dễ thương và đáng yêu. Khi em lại